Chị thừa biết Bình đã có vợ có con, vậy mà còn tấn công Bình. Dù sao đi chăng nữa, chị cũng là một người doanh nhân thành đạt, có địa vị xã hội. Tại sao lại cư xử như một cô gái mặt hàng vậy chị? Muộn rồi, bây giờ tôi không còn tin tất cả những gì mà anh nói nữa. Tôi cảm thấy thất vọng, ghê sợ và kinh tởm chính người chồng tôi đã từng rất yêu. Bây giờ anh phải làm sao? Anh làm sao để mới tin đây? Không cần làm hết. Bây giờ anh có làm gì nó cũng không còn ý nghĩa với tôi nữa. Cho anh một cơ hội nữa đi. Anh hứa sẽ làm tất cả mọi chuyện để cho em được an tâm. Tin anh đi Kỳ. Muộn rồi. Tôi và các con đang sống rất tốt. Tôi có người khác rồi. Đây là địa chỉ của cô Thiên Kỳ và hai đứa nhỏ mà chị cần theo dõi. Chết luôn á. Ủa sao hôm nay em đi làm về sớm vậy? Cái này là cái gì? Ở đâu em có cái này vậy? Nó ở trong thùng rác. Tại sao nó lại ở trong nhà mình? Anh không có biết. Nó đâu phải là của anh đâu. Không của anh thì là của ai hả? Trong cái nhà này chỉ có anh và em và hai đứa nhỏ. Không của anh, không lẽ nè. Dạ. Có gì con cứ nói, không sao. Con tính giấu ba mẹ tới bao giờ đó hả? Giờ con có nói không? Em. Dạ. Cái này thì sự là của con. Anh cảm thấy mình kém cỏi. Bạn bè quan trọng hơn chồng con hay răng. Tướng Liên ly hôn. Thả cái dòng họ này. Chưa có cái đời nào tuyệt tự. Cút về đi. Khi chén rượu, khi cuộc đời, khi xuyên hoan nở, khi chờ trăng lên. Rồi đến một mai thức giấc, hạnh phúc. Mẹ là người mẹ tốt, em là người vợ tốt. Mà đôi khi những người tốt lại khó sống chung. Em ước khoảnh khắc này xảy ra trong quá khứ. Từ đầu quen nhau rồi đi ai biết. Anh đi về đi. Ta vẫn cố đi tìm. Anh tìm lấy người khác. Như vậy là trái với luân thường đạo lý. Anh hiểu chưa? Tại sao anh tính đi? Một mai thức giấc, hạnh phúc. Anh đọc đi một ký. Dù em buồn đắng say. Ta thôi hết thăng trầm vì em. Chúng ta không thể sống lại thời quá khứ, cũng không định đoán được tương lai. Nhưng mà chúng ta có thể nắm bắt hiện tại. Chúng ta phải cùng nhau thay đổi. Chúng ta phải hạnh phúc.